sớm mấy cha nghe con này. Sáng sớm mấy cha con ăn pizza. Chứ bưởi đó ngọt lắm luôn á con gái. Tối mẹ lột á. Với tao gót không ạ? Rồi hôm qua mình cắt tóc cho ba cái đầu. Cho ba, cho em John, cho chị hai luôn, cho chị hai cái máy nữa. Ôi em nhắc té em nhắc. Em nhắc ơi. Mình thì uống cà phê cuối tuần nè ha. Có bà lu sữa dắt có bà. Ừ. Bữa nay cắt tóc đẹp trai thiệt á. Bữa nay mẹ cắt tóc ngắn lên đẹp trai quá trời luôn á. Con trai của mẹ đẹp trai lắm luôn á. Cái đó là đẹp trai hả? Ừ. Cái chị hai á, em gì không đẹp trai hả? Không. Trời ơi, đẹp trai gì đi đâu kiếm nữa chứ. Có ai đẹp trai giống như em John đâu. Đúng không em Dắt? Dắt là đẹp trai nhất. Ừ, Lắc đẹp trai nhất. Trời ơi. Dắt rồi anh John cũng giống nhau. Cái này nhìn như là cứt. Ừ, nó làm bậy không. Em John đẹp lắm luôn á. Em John của mẹ càng lớn càng đẹp trai á. Đúng không em Dành? Ừ. Em Dành ơi, mẹ thương ai nhiều nhất em Dành? Mẹ thương con nhiều. Sáng ăn pizza đi đó đã sáng cuối tuần là lúc nào Doanh rồi ăn pizza hay cái này cái kia. Ngoài ở ngoài có tiết rồi nè ông bà ông chú ơi, ở ngoài có tiết tiết sương sương rồi nè. Đó, tiết đầu mùa đó ông bà ông chú ơi, tiết đầu mùa tiết chút xíu á. Hôm qua tiết đầu mùa. Trời ơi, trời nó nắng lên vậy chứ ở ngoài nó lạnh víu luôn á cả nhà. Ở ngoài mà nó tiết như vậy nè mà nó ngay trời nó nóng như vậy nè ha, nó lạnh thấu xương đó, nó tiết nó đâu tan lắm đó cả nhà, nó lạnh dữ lắm luôn á, nó không có giống như là mưa tiết nước á thì nó mau tan mà nó không có mấy gì lạnh, còn mà thứ mà mặt trời nó lên vậy nè rồi ha mà nó tiết như vậy nè, trời ơi nó đông đá ha, nó trơn nó lạnh dữ lắm cả nhà ơi. Ngọt không chị hai? Có bà ghi mới. Hôm nay mình sẽ ăn đậu. Mình mua được mấy trái mướp hương nhỏ xíu rất là ngon luôn cả nhà. Với lại tôm với mực với bò. Rồi, chuẩn bị ăn thôi. Chuẩn bị ăn thôi. Em John đẹp trai quá, em Dắt đẹp trai quá. John. Chị hai đẹp gái quá. Xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn đậu với nhà mình nha. Bỏ mì u lên vô. Yeah. Để xịt qua nước, để xịt qua mình. Bỏ vô hai cái. Giờ nó khoái ăn mì u lên lắm ông bà chú. Giờ con ăn chị hai nè. Bữa nào cũng khoái nè. Úi trời ơi. Úi hủng với Dắt ơi. Dắt nó dụng. No, I do. Chút xíu lấy. Thôi, ui. Cuối đây mẹ không bỏ vô nước trước. Em vô trước from. Mẹ bỏ mực vô. Cho uống cuối không? Từ từ uống. Ăn đồ đi, từ từ uống. Hai uống rồi. Hai nâng á, hai không uống hả? Ồ, đụng cái chén của em lên nè. Mà mẹ gấp nữa, hồi gấp mì cho em nè. Ủa chị hai đi lấy cây gấp đi chị hai. Có mua được miếng mướp hương này ngon quá. Thôi đi chị kia. Này, vì lúc à? Mướp đậu nó sẽ rất là ngon. Mình bỏ mướp vô trước đây. Mướp này ha, chắc là nấu nó sẽ ngọt lắm nè. Chén nấm của mẹ đâu à. Ừ, từ từ mẹ lấy cho Dắt nè. Chờ chút xíu đi. Đưa đây cho mẹ. Mẹ coi cho mì nó xong chưa. Ui. Yeah. Dạ nó. Wow. Ngon quá. Gần lấy cái chén của em đâu rồi? Thiệt tình luôn á. Ai dắt nó một cái chén rồi kìa. Lấy mẹ gắp mì cho con nha. Doris.
la. Yum. And then cho ngọt đi. Ai dắt nó cũng khoái ăn mì nè, nhưng mà ha, từ từ để cho nó mềm nhé, cho nó mềm xíu nữa con. Con luôn. Làm lửa mạnh lên chút xíu đi. Để phố rồi. Ok rồi. Wow. Chị hai con rồi. Chín rồi đó chị hai. À. Wow. Bỏ xíu luôn. Ừ, mẹ cho đi con. Đúng rồi. Chứ. Mới bỏ cám những cái nấm vô nó mặn á, canh chút xíu canh vô cho nó chút xíu, để chút xíu ra. Hấp mẹ cám một lần rồi xong nó vô. Chết mềm quá. Mềm hả? Ủa thịt bò này. Ủa sao vậy? Ủa chết tới đấy. Cái thân bò mà. Chết. Sức kìa, nó kêu lấy thịt bò cho nó kìa. Để mẹ bỏ miếng thịt bò qua đây cho nó nhúng nè. Chị hai canh nè. Dạ. Mẹ ăn một lần bún này, em một lần ăn cái này, ăn xích chia ngon ngày. Chia ngày ngon ngày hả? Xích đó, ok, nhóm con ăn bún nhiều. Mẹ đứa con khoái ăn kim châm lắm nè, ông bảo chú ơi. Mẹ cho mình đó. Trời ơi, hai cho em một cái thôi. Mẹ dính luôn hả? Bye bye. And for three, cái con mực này mà mua một con có miếng đó một con ký mấy cả nhà, ở trong đó nhiều á, mày bỏ rau nhiều nhiều á. Dăng hai cái xích rồi ăn ớt trong nữa nè chị hai nè. Cái này con ông bà chưa biết gì à, nó biết gì à. Con có ba cái chữ. Hur vet man om det är åtta armar eller tio armar? Hon frågar den här. Om det är åtta armar eller tio armar?
ngon quá cả nhà. Rất là đẹp. Mực này rất là tươi luôn. Mực thì điện á, con càng bự nó càng ngon đấy nha. Con càng bự cái thịt của nó càng chắc đường. Oh, this place is 8 to 10 hamburger. 8 to 10 hamburger. 1. I'm 8. 3. 8 to 10. Rồi thì thường nữa, hồi nó nọ, hồi nọ, hồi nọ thích ta, hồi nọ, hồi nọ thành cái đi. Chồng mình hỏi cái gầu của con bạch tuộc nó có bao nhiêu cái chân không bầu chú, không bầu chú biết nó có bao nhiêu cái chân không? Mình đã coi hình 10 cái. Không biết nữa, mấy mà không có lén qua, mấy mà chưa có suy nghĩ tới vấn đề đó. Bên nó sao vậy, hồi nọ thành cái đít luôn á. Các bà nói sao vậy, hồi nọ thành cái đít luôn. Jag har sett en octopus hade 2 ben och 9 ängor. Ja, men på engelska så säger man olika för 8 och 10. Octopus and... Fan, jättebra. Det är så stund. Jack ơi. Jack ngon quá ta. Tôm chín nó có đứa nào ăn cơm không? Con ăn đi. Cắn luôn đi. Cắn luôn đi vợ. Squid. Oh yeah. Squid game. Squid game. Squid cho mama. Chồng mình. Da. Ba coi ha, coi đây cái chân hả? Da. Coi tim mama. Tám cái chân hả? Để mai mốt mẹ đem ra mẹ đếm thử. Xem hết thích ta coi. Mẹ thổi cho con. Nóng nha. Nóng con. Tôi dắt nha. Rồi, ok. Papa. Ok, lấy cho papa. Chú có chứng. Biết rồi, con biết là nhẫn thôi. Tưởng đâu Jessica ăn vô thiệt. Mất ba. Hôm nay con sẽ ăn mực xong. Tào lao. I like to like this. Cái này mẹ đột cả hả? I like it raw. No, nó xuống cái đầu ra đó. Ăn đi. Cạp luôn đi. Nó không làm gì. Ăn kìa. Cạp đi, nó dễ đột mà. It gives some texture but mix it. Do ăn thịt bò con bỏ con tụt vô nhiều nhiều chút xíu rồi xong rồi con ăn mít ở đó. Ừ con để một chỗ con đừng có đợi nữa. Inoki mushroom. Xong rồi con đừng có đảo nó, đừng có chạy nó đảo nó chạy với nhau. Để đây nó chín lên chút xíu mẹ gấp ra cho con. Con là béo vậy. How number 100 from? Đi ok. Oh, eat. Stop. Trời bây giờ lạnh lắm ông bầu chú ơi. Bây giờ là hình như là tới 5 độ. Comment at the shop. Nè con, Yon, chín nè, cắm đi. Yon, titta vad jag har. The world pity shot. Mình thích chứ nào. Mấy cha con này quái ăn, với chị cao gì nó quái ăn bò mềm mềm nó chấm á. Mình ít có muốn ăn bò. Ừ. Đi giặt. Dạ. Thì tập bây giờ.
Ngon không? Đúng rồi, yummy nha. Yummy. Hôm nay mình học chuyện đến mà. What nó tiếng đẻ. Nó sao mà tết. Dạ, ăn đi chết nó rồi. Nhưng sao mà? Không, nhưng xem. Nhưng mà đồ cái xem bộ đám tên đấy. Kommer du ihåg en sån trend? Ja. Jag har aldrig sett den. Det måste ha varit nyligen. Nej, men det är gammal. Franklin sprung inte. Inte din tid, men alltså inte så gammal. Men du fattar typ 1-2 år. Kanske 1 år. Så man åt... Kolla, man äter vad som helst. Äter något här. Det verkar intressant. Någon köpt saker? Ja. Den är hela Lego. Vad försvann? Kan du ta mer flicka på mig? Nej. Mẹ ơi, do nó kêu ba đấy nó uống và do nó uống này không được uống nhiều quá con. Nè mực nè, mẹ lấy mực cho con. Không mực không? Không. Cái phía cột kia đó. Ăn bò đó hả? Không. Mẹ chúng muốn bò. Không, ăn chi vậy ơi? Ăn thứ dẻ bò thôi hả? Ăn chi vậy nha, ăn chi bò. Rồi ăn bò mà nó đếm mà bò kia nó đếm cái thứ dẻ nó không ăn nữa. Ồ, này. Nhăn cái này xong, nhí ra xong rồi. Ồ, cái này giống như là... Nhìn chung quả đấy là... Nghe hai bên cạm của nó. Nghe cái chỗ nào không biết nữa. Thì có cái miệng của con mực. Ui. Bò nó mềm quá trời mềm luôn á. Nấm nè, dắt cho John. Nấm kim chanh con thích. Ăn cái này xong xong nha. Xong nha. Hả? Đi sao với Sika hả? Hả? Trời trời. Don't do SMS nha mẹ. No way, I lie hả? No, say men inte no, bara, alltså nej, det, jag är bara typ en no, say, jättelite. Maybe say 10 days and no. Det går då sms och det är då en Snapchat. Jessica, có khi nào nói như bạn hơi xuất sắc. Jag har inte gjort någonting. Nej. Någon thing mà sao ta nhắn cho ba? Jag har inte gjort någonting. Yes, girl. Yes, girl. Con tới ăn đẻ đâu. Ăn xong rồi. Tôi hút canh nhá. Ăn xong chồng nhân nói bye bye nha. Đây nó hết đi xuống. Cái gì đó đi xem. Đi xem. Cái gì đó ăn đồ ít quá. À, ít quá rồi. Det var väldigt slutt. Väldigt slutt, det tror jag var väldigt slutt. Med den här badspotten också. Så om det också? Nej. Den är vad du kan ta i kan också. Om jag är bättre. För att det var inte stort. Men lärarna sa det. Ngon quá nha. Ăn giống thịt bò. Rất là ngon. Men de tycker att men det var inte stort. Kolla. Jag vet. Jag berättade bara. Och jag menar jag vet. Jag läser. Jag kan läsa. Visste du det? Visste du inte? En jack way. Visste du inte att jag kunde läsa? Hon skickade en sms till mig. Kom här. Du tar. Mẹ chơi mẹ cho ăn rồi. Chú xíu chờ ăn mẹ thôi chú đâu. Qua đây. Qua đây.
Okay. Em bảo chú thương do bảo chú thương hai ba 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 chú ba 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 lớn lên em ba chú thương do ba 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 ba. Video mình sẽ ăn tới đây thôi cả nhà ơi. Hẹn ông bà cô chú vào clip sau. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye. Nhắc bye bye nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.